Thủ đô Berlin của nước Đức hiện có khoảng hơn 20.000 người gốc Việt đang sinh sống. Chẳng khó khăn gì để có thể tìm thấy một cửa hàng hay những quầy ăn nhanh bán đồ Việt ở những khu công cộng tại thành phố này. Hãy cùng chúng tôi đến thăm một quán ăn Việt ở Berlin. Quán ăn này đứng đầu trong top 10 quán ăn Việt ngon nhất tại Đức theo bình chọn của TripAdvisor. Và hãy cùng khám phá xem ẩm thực thuần Việt đã trở thành một trào lưu mới của người Đức như thế nào. Bún đậu mắm tôm, chân gà nướng, bánh tráng nướng hay cà phê sữa đá. Nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi đang có mặt tại một quán ăn vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thực tế là tôi lại đang có mặt tại một quán ăn Việt Nam ở giữa thủ đô Berlin của nước Đức. Những quán ăn thuần Việt như thế này là một cách rất tốt để quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam đến với người dân bản địa. Đây là cửa hàng ăn District 1 tại phía đông Berlin. Tên của cửa hàng này được lấy cảm hứng từ quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ cửa hàng được trang trí giống hệt như một quán ăn vỉa hè ở góc phố tại Việt Nam. Những vật trang trí như hòm thư, loa phát thanh, mũ bảo hiểm, những hàng dây điện đặc trưng cho đến những đôi đũa bằng gỗ, những chiếc ghế nhựa, tất cả đều được mang từ Việt Nam sang. Mình đã về Việt Nam mấy lần, mình sinh bên Đức, nhưng mà rất là thích đồ ăn Việt Nam, xong rồi cũng rất là thấy là không khí ở đây giống như Việt Nam đấy, thấy rất là đẹp, rất là thích. Hơn 4 năm nay, cửa hàng này đã trở thành một điểm đến có tiếng của thực khách bản địa. Vào giờ cao điểm từ chiều tối, khách muốn đến ăn ở đây đều phải đặt trước thì mới có bàn. Thực khách nước ngoài tại đây đều sử dụng đũa thành thạo khi dùng bữa. Like when I entered the room here and I saw the Buddha and the incense sticks and ngay khi tôi vừa bước vào quán, hình ảnh tượng Phật, hương trầm đã cho tôi cảm giác như đang ở Việt Nam. Quán này có một không gian thoải mái và ấm cúng. Tôi thích ăn tối ở đây. Tôi thấy thức ăn cũng thuần Việt, vị ngon tự nhiên. Tôi rất thích. Chủ quán này, anh Trương Sĩ An là một người Đức gốc Việt quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh mong muốn mang đến cho thực khách những món ăn thuần Việt nhất, từ những món ăn phổ biến như phở, bún đậu mắm tôm, cơm tấm sườn, cho đến cả những món ăn lạ lùng với người nước ngoài như nhộng rang hay chân gà nướng. Cộng đồng người Việt Nam ở bên Đức, tức là bên Berlin, nói chung là rất là đông, mà cái thế hệ trẻ là đó rất là đông, thì là để mà có cái quen thuộc là nói là ok, mình mới đi về Sài Gòn chơi hoặc là Việt Nam chơi, thì mình qua thì mình vô cái nhà hàng, họ cảm nghĩ liền cái đó là họ vừa gặp tới. Ẩm thực Việt đã lên ngôi tại Berlin từ khoảng 6-7 năm trở lại đây, khác hẳn với hai thập kỷ trước khi mà người Đức chỉ biết đến các món ăn Trung Quốc. Những cửa hàng ăn Việt mọc lên ở khắp mọi nơi và cứ thế, người dân bản địa lại được thưởng thức ẩm thực thuần Việt và khám phá văn hóa Việt ngay giữa lòng châu Âu.